Chào các bạn nhé. Thì mình là founder bên 4AM Studio. Thì hôm nay mình sẽ thông báo cho các bạn là sẽ có khóa học trong tháng 2. Trong tháng 2 này nhá. Khóa học là khóa học làm tóc các bạn, từ cơ bản đến nâng cao. Cơ bản đến nâng cao là có những gì là thì mình sẽ nói luôn là có cắt gọi là cắt này, nhuộm, uốn, nhuộm những màu thời trang và nối video hình ảnh. Chất lượng thì mình sẽ discount cho 10 bạn đầu tiên nhé. 10 bạn đầu tiên đặt khóa học tháng 2 này là sẽ discount 30%. I'm gonna leave you with my blessing. So I'll give you blessing. Say my name, so you know shit.